Trần Nhật Phong trở lại với tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình giải mã tối hôm nay. Và đặc biệt chương trình giải mã tối hôm nay gồm hai phần. Thứ nhất là Phong sẽ tường trình một phần của kết quả bầu cử trên toàn Hoa Kỳ và riêng tại Nam Bắc California, tức là tiểu bang California, để các bạn có thể nắm được cái kết quả bầu cử sơ khởi. Bây giờ là 9:30, Phong tường trình cái kết quả sơ khởi của 9:30 thôi. Và từ đây cho tới sáng ngày mai thì chúng ta mới có kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, phần kết quả bầu cử vẫn có thể phản ảnh và vẫn có thể thay đổi một hai ngày sau đó tùy theo tình trạng của mỗi tiểu bang. Và chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn mà gọi là về kết quả bầu cử trước. Ok các bạn, để mình đi theo thứ tự là trên toàn quốc đi các bạn. Ok, bây giờ trên toàn quốc, cuộc bầu cử chạy vào chức thượng viện của liên bang, tức là Senate race, các bạn nhìn thấy đây. Thì bây giờ là phía đảng Cộng Hòa đã chính thức kiểm soát đa số với 52 ghế và phía Dân Chủ 44 ghế. Và bây giờ chúng ta còn 4 ghế vẫn chưa có kết thúc. Còn 4 ghế nữa là chưa kết thúc nha các bạn. Thì vẫn chưa biết, nhưng trên sofa thì đảng Cộng Hòa trên 50 phiếu. Các bạn thấy chỉ cần 51 phiếu thôi là có thể kiểm soát được Thượng viện rồi. Bây giờ đảng Cộng Hòa đã nắm 52 ghế. Tức là đảng Cộng Hòa đã chính thức kiểm soát Thượng viện. Rồi rồi bây giờ qua tới Hạ viện như thế nào các bạn? Các bạn nhìn thấy cái Hạ viện ở đây, màu xanh là của Dân Chủ, màu đỏ là của Cộng Hòa. Theo dự đoán thì bên Dân Chủ sẽ chiếm lại Hạ viện. Bây giờ họ đến 188 ghế rồi. Bên Cộng Hòa là 175 ghế. Và theo dự đoán là bên Dân Chủ sẽ chiếm đa số trong Hạ viện, tại vì họ đã gia tăng được 26 ghế rồi các bạn. So với đảng Cộng Hòa thì đảng Cộng Hòa đã mất 26 ghế vào tay của đảng Dân Chủ. Do đó cuộc bầu cử về Hạ viện, tức là Congress, thì mà hiện nay bây giờ là 188 trên 175. Ok, và bây giờ thì qua bên thống đốc, tức là mỗi một tiểu bang có một thống đốc các bạn. Bây giờ là Republican là chiếm 25 tiểu bang và bên Dân Chủ là 20 tiểu bang. Ok, các bạn nhìn thấy đây, California thì là thị trưởng của thành phố San Francisco đã thắng 56.000 phiếu rồi các bạn nha. Ok, đó là California. Rồi bây giờ đó là cái phần mà bầu cử trên toàn quốc Hoa Kỳ. Giống như tôi đã nói, năm nay có 435 ghế ở Hạ viện tái tranh cử lại. Thì bây giờ phía Dân Chủ đang dẫn trước là hơn 10 ghế. Và có thể rằng là họ sẽ kiểm soát được Hạ viện trong kỳ này. Ngược lại bên Cộng Hòa cũng đã tăng ở bên Thượng viện. Tức là Thượng viện vẫn do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Nhưng Hạ viện sẽ do phía Dân Chủ kiểm soát. Và đây chúng tôi gọi là balance power. Tức là quân bình quyền lực. Giống như tôi đã nói trong những cái livestream trước với các bạn, người dân Mỹ luôn cho tổng thống 2 năm có một đảng có thể kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội để tổng thống rộng tay rộng chân hơn. Và sau 2 năm thì họ sẽ bỏ phiếu cho đảng đối lập để quân bình lại cái quyền lực của chính phủ. Do đó thì bây giờ là cái chuyện mà đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện là chuyện có thể xảy ra và là cái chuyện mà truyền thống của dân Mỹ là như vậy. Ok các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bên California đi các bạn. California như thế nào? Ok, đây là cái trang bầu của Orange County. Ok các bạn. Và ở bên Orange County thì Phong sẽ rà xuống dưới cho các bạn thấy. Liên quan tới cộng đồng người Việt thôi nha, mình không có đi xa quá, tại mấy cộng đồng khác mình cũng không có rành. Ok, ở cái nhân vật Lou Correa mà đảng Dân Chủ vẫn đang dẫn đầu, 24.000 phiếu. Ok các bạn. Alan Lowenthal đang thu phiếu. Alan Lowenthal là ba của Josh Lowenthal đó các bạn. Là thua rất ít, thua chỉ có khoảng chừng 50 phiếu thôi các bạn. Ok, 14.106 phiếu và 14.066 phiếu. Mới chỉ có đếm 29 thùng phiếu trong 139 thùng phiếu nha. Rồi đi xuống tiếp. Ở khu vực mà Huntington Beach. Hiện nay thì người đương nhiệm là Dana Rohrabacher đang bị gác điểm nha các bạn, bị gác 300 phiếu.
Họ đếm được 110 thùng phiếu trong tổng cộng 395 thùng phiếu. Rồi mình đi xuống nữa thì Janet Nguyễn đang dẫn trước là 45.000 phiếu so với đối thủ là Tom Bloomberg 31.000 phiếu. Tổng cộng đếm 50 thùng phiếu trong 313 thùng phiếu. Janet Nguyễn đang dẫn trước các bạn. Và chúng ta đi tiếp. Ok, và đơn vị 72 của chức dân biểu tiểu bang Tyler Diệp Miên Trường đang dẫn trước 32.443 phiếu. Josh Lowenthal, con trai của Alan Lowenthal, chỉ có 25.182 phiếu thôi. Đã đếm được 33 thùng phiếu trong tổng số 207 thùng phiếu. Các bạn nhớ Tyler Diệp Miên Trường là người mà nhóm ông Phan Kỳ Nhân tấn công ráo riết đó các bạn. Và chúng ta đi xuống tiếp. Để phóng xuống một số những thành phố cho các bạn thấy. Cái này học khu không à? Ở Westminster School District, tức là quỹ viên giáo dục của học khu Westminster, thì người mà thắng phiếu nhiều nhất là Xavier Nguyễn, một người Việt Nam, 805 phiếu nha các bạn. Và cái chức mà cảnh sát trưởng của quận đó các bạn, ông Don Barn là đang gác điểm với tử số là 184.431 phiếu, đã đếm trong tổng cộng 431 thùng phiếu của 1.546 thùng phiếu, trong khi Đức Nguyễn đã thua, Đức Nguyễn chỉ được có 139.000 thôi các bạn. Bây giờ mình đi xuống Tân City. Tôi đi xuống City của Garden Grove trước. Garden Grove chức thị trưởng ông Steve John vẫn dẫn đầu. Và District 1 không có người Việt. District 2 thì có hai người Việt ra tranh, thì Thu Hà Nguyễn vẫn thắng 1.672 phiếu. Phát Bùi đang gác trước 1.136 phiếu so với Châu Đỗ Vinh là 722 phiếu. Chưa có thùng phiếu nào đếm. Tất cả phiếu này chỉ là phiếu absentee, tức là phiếu khiếm diện thôi. Chưa đếm được thùng phiếu nào ở thành phố Garden Grove. Và chúng ta xuống City Westminster. Ok các bạn, đây là thành phố Westminster, đã đếm được 7 thùng phiếu trong số 34 thùng phiếu, hai ghế phải tranh cử. Và đứng đầu là Tài Đỗ 3.446 phiếu, và đứng thứ nhì là Charlie Nguyễn Mạnh Chí 3.289 phiếu. Francis Thủy Nguyễn là có 1.006 phiếu thôi nha các bạn. Khải Đào Andy Watt thì được 919 phiếu, còn Khải Đào chỉ được có 524 phiếu thôi nha các bạn. Đó là thành phố Westminster. Ok, đó là cái bức tranh tranh cử vào tối ngày hôm nay lúc 9:30. Đây mới chỉ là cái kết quả sơ khởi ban đầu, tại vì còn nhiều thùng phiếu chưa đếm hết. Và chúng ta vẫn chưa biết được cho tới giờ phút cuối cùng. Giờ phút này thì hầu hết những người mà các bạn ủng hộ đều đang gác điểm, ngoại trừ một người. Đó là Phát Bùi, là cái người mà các bạn và tôi chống, thì ông ta đang dẫn đầu, nhưng mà vẫn chưa đếm hết thùng phiếu, cho nên chúng ta vẫn chưa biết được. Tại vì tới 34 thùng phiếu rồi, và Đỗ Vinh đang bị dẫn trước khoảng 500 phiếu, thì chúng ta chưa biết là sẽ kết quả chung cuộc như thế nào. Đó là thành phố Garden Grove. Và thành phố Westminster thì chức thị trưởng thì vẫn là Tạ Đức Trí. Tạ Đức Trí là 7.414 phiếu, để cho các bạn coi lại. Tạ Đức Trí đang gác trước 7.414 phiếu, đối thủ chỉ có 2.000 mấy phiếu thôi. Coi như Tạ Đức Trí thắng chắc rồi các bạn. Ok, đó là tất cả kết quả bầu cử tối ngày hôm nay. Và trên Hạ Viện hay là Thượng Viện thì các bạn đã coi rồi. Thì Phong đã cho các bạn xem bên cái kết quả của bên Thượng Viện và Hạ Viện. Để Phong mở lại bên đây. Đây. Bây giờ thì bên các bạn thấy không? Bên Dân Chủ đã thắng gần 20 ghế rồi. 193 trên 177.
và cần 218 ghế để có thể kiểm soát được Hạ viện. Thì lần này các bạn đã thấy là phía Dân Chủ có vẻ là kiểm soát được Hạ viện rồi. Thượng viện thì Đảng Cộng Hòa dẫn 52, bên đây 44, Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát được đã Thượng viện. Đó là những cái kết quả bầu cử vào tối ngày hôm nay. Ok các bạn, câu chuyện bầu cử tối nay đã xong. Và như tôi đã từng phân tích với các bạn, là mình nhắc lại thôi, hôm trước nhiều lần tôi đã nói là thông thường khi mà tổng thống mới lên nhiệm 2 năm đầu thì người dân Mỹ thông thường bỏ phiếu cho đảng cầm quyền để họ kiểm soát được lưỡng viện quốc hội, giúp cho tổng thống có cơ hội thực hiện những chính sách mà ông ta muốn làm. Nhưng mà sau 2 năm thì dân Mỹ có cái xu thế là vote bỏ phiếu lại cho đảng đối lập để quân bình cái quyền lực của chính phủ. Đó là chuyện bình thường. Thì cái chuyện này nó đã xảy ra. Bây giờ các bạn thấy Thượng viện thì vẫn nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa, nhưng Hạ viện đã nằm trong tay của Đảng Dân Chủ. Vậy thì cái cục diện này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Về đối nội, chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ gặp nhiều thử thách. Tại vì có rất nhiều cái dự án của ông đã bị phía Dân Chủ phản đối gay gắt. Nhưng mà về mặt đối ngoại, thì Đảng Dân Chủ vẫn chưa có một cái gì phản đối trong cái chính sách đối ngoại của ông. Ngoại trừ cái hồ sơ môi trường, là cái hồ sơ mà Đảng Dân Chủ họ họ bực tức khi ông rút ra khỏi cái hiệp ước này. Thì ngoại trừ cái đó thôi, còn tất cả những cái chính sách khác về chiến tranh mậu dịch, về gia tăng cái sự hiện diện trên Biển Đông thì Đảng Dân Chủ không có ý kiến. Thì các bạn nhìn thấy nó rõ nét rồi. Ok, thì còn trong cái chính sách đối nội gồm có, thứ nhất là việc giảm thuế, chưa chắc Đảng Dân Chủ đã cho phép giảm thuế. Thứ hai là cái vấn đề di dân, thì Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ cho những di dân bất hợp pháp và những di dân DACA, tức là qua Mỹ từ cái tuổi còn trẻ và bây giờ lớn lên đó. Và thứ ba là Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ cho cái Obamacare, tức là cái chương trình bảo hiểm y tế dành cho người có lợi tức thấp. Thì phía Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ ba điểm này. Giảm thuế là họ dứt khoát họ không giảm thuế rồi, họ muốn tăng thuế. Nhưng mà Tổng thống Trump thì muốn giảm thuế. Rồi thứ hai là vấn đề di dân, và thứ ba là cái vấn đề kiểm soát súng ống nữa. Đúng rồi, thì tôi nói với các bạn đó là ở Mỹ, đó là bầu cử ở Mỹ, và để cho các bạn trong Việt Nam đang coi chương trình này của tôi hiểu rõ luôn, bầu cử ở Mỹ là như vậy, và bầu cử ở những nước tự do tất cả đều minh bạch, đều rất rõ ràng, và người dân là cái người cầm lá phiếu đi chọn, chứ không phải là tới là kêu người ta điền đại tên người nào đó vô đó. Kiểu đảng cử dân bầu là không có. Ok, ở đây là rất là rõ ràng để cho các bạn ở trong Việt Nam thấy được cái thể thức bầu cử bên Hoa Kỳ. Ok các bạn, đó là cái câu chuyện mà liên quan tới bầu cử riêng tối hôm nay. Thì cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các bạn nó không phải câu chuyện cũ, nó là câu chuyện đương thời, nhưng mà tôi kể ra cho các bạn nghe để các bạn thấy rằng trên đời có nhiều người khá lạ lùng. Tôi cảm thấy các bạn nói với tôi nghe là trong cuộc đời các bạn, khi các bạn bước ra xã hội, bước ra bên ngoài, thì các bạn có bạn bè, nhưng đồng thời cũng có kẻ thù. Thì cái điều hạnh phúc nhất của các bạn là gì? Được bạn bè thương hay là kẻ thù chết? Hai điều này, các bạn chọn cho tôi nghe, là các bạn được kẻ thù của mình chết, kẻ thù của mình biến mất, thì các bạn hạnh phúc nhất, hay là các bạn được những người bạn bè xung quanh thương mến mình hơn? Tùy theo cái nhìn của các bạn. Câu chuyện tối ngày hôm nay tôi kể cho các bạn nghe tại sao tôi cảm thấy có một cái gì đó hạnh phúc đối với những người mà dùng người khác khiến cho kẻ thù mình lao đao. Chưa biết kẻ thù lao đao hay không, nhưng mà sử dụng người khác để mà triệt tiêu kẻ thù mà không dám mình ra tay á, không tự mình ra tay á, thì có lẽ cái đó là điều hạnh phúc nhất. Bây giờ các bạn, tôi đã đặt câu hỏi các bạn nha, có cái gì hạnh phúc hơn là tôi dùng một ông tỷ phú tấn công kẻ thù của mình, điều khiển ông tỷ phú biến thành công cụ của mình để tấn công kẻ thù của mình? Có gì hạnh phúc bằng không các bạn? Mà còn được ông tỷ phú trả tiền cho mình nữa, đó là điều hạnh phúc nhất. Nếu mà mình điều khiển được ông tỷ phú trả thù, nghĩa là vớt kẻ thù giùm cho mình, mà mình còn được ông tỷ phú đó trả tiền nữa, coi ông tỷ phú giống như công cụ của mình.
Điều đó là hạnh phúc nhất, sung sướng nhất, khỏi cần ra tay khỏi gì hết, đúng không các bạn? Đó là cái câu chuyện mà tôi kể về những bonsai dị nhân cho các bạn nghe. Ở bonsai này có rất nhiều dị nhân, cái dị nhân đó tôi vừa nói chỉ là một thôi, chỉ là một trong những dị nhân ở bonsai thôi, mà các bạn biết tôi nói ai rồi, tôi không nói tên thì các bạn biết rồi. Và tôi rất tội nghiệp cho ông tỷ phú, tôi rất tội nghiệp. Đơn kiện thì chỉ biết thắng hay thua, nhưng mà đang trở thành một cái thứ công cụ cho một kẻ không ra gì. Nó thọt chửi người này, mắng người kia, rồi kiện người nọ. Và ông tỷ phú này rất là dễ thương, nó nói sao nghe vậy, nó biểu sao làm vậy, rất là dễ thương, đúng không? Và bây giờ thì các bạn thấy rồi, nhiều nơi đang bị kiện. Và tôi thì tôi chưa biết làm sao, tại vì bên legal department họ lo cho tôi rồi, tôi không lo. Tôi chỉ có là làm chương trình, nói chuyện với các bạn, chia sẻ, phân tích, đối chiếu, so sánh với các cái thông tin hàng ngày. Đồng thời chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình về cái xã hội mình đang sống, về những cái quan hệ bạn bè ở bonsai. Bonsai có nhiều dị nhân. Và bonsai ai cũng nói nó là cái chốn gọi là gió tanh mưa máu. Rồi bonsai ai cũng nói nó là cái chỗ mà đẹp nhất. Đẹp trong mắt của người Việt. Lý do tại sao đẹp, các bạn nghĩ đi. 40 năm trước nó chỉ là vườn cam, vườn dâu, bãi rác. 40 năm sau, building mọc lên, khu thương mại sầm uất, nhà cửa giá cả mọi thứ đều tăng. Đường bonsai bây giờ rất đẹp. Đi và đi đường bonsai mà so với 40 năm trước nó đẹp hơn rất nhiều. Nếu mình nhìn ở góc tích cực ở bonsai. Còn nếu như mình nhìn một cái góc tiêu cực thì mình sẽ thấy là người dân bonsai không có gì để lưu luyến hết. Lái xe thì dành bạc kinh. Buôn bán á, thì phá giá tơi tả. Rồi chỉ có một chút việc trong cộng đồng á thì thi nhau giành giật. Rồi á, hội đoàn á cũng chẻ làm hai làm ba. Nếu chúng ta nhìn ở cặp mắt tiêu cực thì bonsai không có gì cho các bạn lưu luyến cả. Tại vì nó là một cái lò phức tạp. Chưa kể ân oán từ trước 75 kéo qua Mỹ, rồi ân oán từ thập niên 80, ân oán từ thập niên 90, ân oán từ cái thập niên 2000. Nó chồng chéo lên nhau, nó từng lớp từng lớp từng lớp, từng thế hệ. Đó là bonsai. Nếu các bạn và mọi người ở bên ngoài nhìn bonsai bằng cặp mắt tiêu cực, nhưng mà nếu nhìn bằng cặp mắt tích cực thì các bạn sẽ thấy được nhiều nhiều điều tốt đẹp lắm. Ít nhất lúc nào tôi đã nói, ngày xưa nó là bãi dâu, bãi rác, vườn cam. Hôm nay nó đã sầm uất, nó trở thành những khu thương mại rồi. Ai xây dựng? Người Việt. Đúng chưa? Rồi so với những cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Đại Hàn, cộng đồng người Nhật Bản thì về mặt chính trị, cộng đồng Việt Nam đi nhanh nhất. Đi nhanh hơn tất cả các cộng đồng khác. Các cộng đồng khác, cộng đồng người Hoa người ta có mặt ở đây 150 năm. Cộng đồng Đại Hàn, cộng đồng Nhật Bản có mặt trên 100 năm. Trong khi cộng đồng người Việt chúng ta chỉ có mặt mới có hơn 40 năm thôi. Nhưng mà về mặt chính trị rõ ràng chúng ta đã có tất cả những dân cử ở dòng chính. Trong khi các cộng đồng khác thì lại không có, hoặc là rất ít. Thì về mặt chính trị mình nhìn cái hướng tích cực thì mình thấy. Rồi các cộng đồng khác họ có một cái backbone, một cái xương ở phía sau là cái quốc gia gốc của họ. Ví dụ như là cộng đồng Đại Hàn thì họ có một cái nước Nam Hàn ở ngay bên kia bờ Thái Bình Dương. Nhật Bản có nguyên một cái quốc gia của họ. Rồi á, cộng đồng người Hoa ở đây thì nó có hai thứ, ba bốn thứ. Người Hoa gốc Đài Loan thì có Đài Loan, người Hoa gốc Hồng Kông có Hồng Kông, rồi cái gốc còn một lại là cái phần người Hoa gốc Trung Quốc. Người Hoa gốc Trung Quốc thì nó cũng có hai thành phần, một thành phần dựa vào cái chính quyền Trung Quốc bây giờ đang làm ăn kiếm tiền bên đây được, và một thành phần thứ hai là chống lại cái chính quyền cộng sản Trung Quốc. Thì thành phần này giống như cộng đồng người Việt. Cộng đồng người Việt chúng ta không có cái backbone. Cái nước Việt Nam bên kia cộng sản kiểm soát, nó không phải là cái backbone của chúng ta. Mà với cái tinh thần đó mà cái nền kinh tế cộng đồng bây giờ nó không thua những cộng đồng khác nhiều.
mình vẫn chưa bằng họ, nhưng mà ít nhất họ được 10 phần, chúng ta cũng được 4 phần rồi. Thì đó là các bạn nhìn theo cái hướng tích cực, đúng chưa? Thì bonsai dị nhân, tôi đặt cái tựa như vậy. Thật sự cái tựa này không phải tôi đặt, mà trước đó một tờ báo khác đã đặt rồi. Tôi lấy cái tựa này về để cho nó nhẹ nhàng cái câu chuyện tối ngày hôm nay. Tại tối ngày hôm nay chủ yếu tôi đưa cho các bạn là cái câu chuyện tranh cử. Nhưng mà bên cạnh câu chuyện tranh cử thì mình chia sẻ về cái bonsai cho các bạn hiểu rõ hơn. Tôi sống ở đây 30 năm. Tôi đã chứng kiến tất cả những cái cuộc thăng trầm ở bonsai. Tôi chứng kiến những người đã từng kiếm cả 100.000, 200.000 một tháng. Hôm nay họ phá sản. Và tôi cũng chứng kiến được đứa em hay những đứa bạn 20 năm trước khi tôi làm đài phát thanh, họ tới đài phát thanh của tôi, họ xin tôi 5-30 để ăn cơm. 20 năm sau, họ chủ 5-6 cái tiệm nail ở tất cả các tiểu bang, họ thành triệu phú. Bonsai là vậy. Tức là có lên có xuống, đó là bonsai. Và giống như tôi nói, nếu các bạn về bonsai thì các bạn ăn thua mình nhìn ở cặp mắt tiêu cực hay tích cực thôi. Nếu nhìn tiêu cực thì nó không có gì cho các bạn lưu luyến hết, cái gì cũng bựa hết. Dạ, lúc nãy tôi kể đó, từ đi nhà thờ, đi chùa, cho tới đi shopping, cho tới tất cả mọi thứ, thì các bạn sẽ nhìn thấy những điều tiêu cực rất nhiều. Nhưng mà nếu nhìn theo cặp mắt tích cực, 40 năm, một cái khu thương mại sầm uất của người Việt, chùa 40 mấy cái chùa, lớn nhỏ 40 mấy cái chùa, nhà thờ các bạn thấy, hầu hết tất cả các nhà thờ lớn nhỏ ở đây đều có bàn tay của người Việt Nam đóng góp. Các bạn thấy đó, là cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt không ít. Và họ kiếm tiền cũng nhiều. Do đó, ăn thua góc nhìn của các bạn. Câu chuyện tối ngày hôm nay là tôi chia sẻ cho các bạn, đó là bonsai. Và từ những cái văn hóa đó, bonsai mới có những quái kiệt, những dị nhân và những kẻ bựa. Đầy đủ hết. Và tôi vẫn nói các bạn mà, một trong những kẻ bựa hạnh phúc nhất là dùng người khác giết kẻ thù thay cho mình. Đó là trường hợp mà tôi nói lúc nãy. Điều khiển một ông tỷ phú, biến ông của tỷ phú thành công cụ để trả thù dùm cho mình, giết đối thủ dùm cho mình. Chưa biết giết được không, nhưng mà ít nhất kẻ bựa này rất giỏi. Và tội nghiệp cho ông tỷ phú bị điều khiển giống như một con lăng quăng, mà không biết là mình bị tay này điều khiển. Nó thúc ở phía sau, nó khích, nó chọc, nổi điên lên, làm đủ trò. Các bạn, câu chuyện tối nay tôi nói các bạn biết tôi nói ai. Tôi chỉ nói như vậy để cho các bạn hiểu. Ở bonsai này, khi các bạn tới, một cặp mắt nhìn chưa đủ, còn phải có một cặp mắt ở sau lưng nữa. Và cặp mắt này cũng phải khai nhãn ra, cái chuyện trước mắt nhìn chưa phải là đúng, mà câu chuyện sau đó, ở phía sau cái câu chuyện đó là cái gì. Giống như hôm trước các bạn còn nhớ cái vụ Đàm Vĩnh Hưng không? Nhìn thì thấy rõ ràng là chính nghĩa vô cùng, không thể để Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại bonsai biểu tình phản đối, chúng ta phải biểu tình, trong khi cái việc khác rất đơn giản họ không làm. Đó là những câu chuyện nằm ở phía sau đó các bạn. Còn nếu các bạn nhìn thấy phía trước là dương cờ chống Đàm Vĩnh Hưng là các bạn khoái rồi. Nhưng mà có những việc làm hữu hiệu hơn họ không làm, là Đàm Vĩnh Hưng không thể xuất hiện ở bonsai được. Đó là bonsai. Những câu chuyện đằng sau đó các bạn chỉ biết. Ở bonsai tôi nói như vậy, nó có tới 10 lớp, 30 lớp. Cái các bạn ở ngoài nhìn vô chỉ có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Còn 5, 6, 7, 8, 9, 10 chưa chắc các bạn nhìn thấy. Và những cái lớp đó, nó không phải chỉ tồn tại từ thập niên 80, những cái ân oán tình thù đó, nó còn tồn tại từ thời ở trong Việt Nam trước năm 1975. Nó kéo luôn cả cái ân oán qua đây. Nó nhiều lớp lắm. Do đó, nếu mà các bạn hỏi tôi về bonsai, thì tôi có thể trả lời với các bạn. Bonsai có nhiều cái hay, bonsai có nhiều cái bựa, tùy cặp mắt của mỗi người. Và với tôi,
Tối nay tôi rất là hạnh phúc. Lý do, ít nhất tôi ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát được Thượng viện lại. Đó là cái điều hạnh phúc nhất. Ít nhất là Tổng thống Trump cũng không mất hết hai tay. Ông vẫn còn một tay ở Thượng viện để làm những cái việc mà ông đang làm và thực hiện những chính sách mà ông đang làm. Còn về mặt thứ hai, ở local, cho tới giờ phút này chưa có kết quả chung cuộc, nhưng ít nhất những người tôi ủng hộ đã thắng. Tạ Đức Trí coi như thắng xiềng rồi. Diệp Miên Trường đang bỏ xa George Lowenthal 31.000 phiếu so với 25.000 phiếu, 6.000 phiếu lần. Thì George Lowenthal chưa có cơ hội thắng được Diệp Miên Trường đâu. Đúng chưa? Rồi, những vị trí khác cũng đều thắng. Còn về hạnh phúc rằng các bạn, trong khi đó, các bạn nhìn thấy cái đám dân chủ đại bại chưa? Đại bại chưa? Đánh không nổi đó. George Lowenthal á, tuần nào cũng đi theo Phan Kỳ Nhân ra biểu tình cầm cờ. Cầm cái bảng, không biết mình cầm bảng có tên nói cái gì nữa. Hôm nay thì cầm bảng đã đảo luật an ninh mạng. Tuần tới thì cầm cái bảng là gì? Phản đối đặc khu. Mà các bạn hỏi George Lowenthal á, biết cái bảng nó nói gì không? Lắc đầu không biết. Cầm bảng nó đi biểu tình. Nhưng mà hôm nay đó, nhìn theo kết quả là tôi thấy rất là vui. Ít nhất Diệp Miên Trường đã đánh gục George Lowenthal, con trai của Alan Lowenthal, mà chính cá nhân Alan Lowenthal cũng đang bị gác điểm rồi. Thì cho các bạn thấy là cái điều tôi vui là mình đã thắng được. Mình đã thắng được cái trận này. Và giống như tôi đã nói, nhiều khi ông trời muốn, không phải tôi muốn. Cái này là cái bonsai mà. Nó còn có nhiều việc nữa. Nhưng mà xong ngày hôm nay rồi, còn nhiều việc phải làm lắm các bạn. Những người nào thắng cử đã cam kết cái gì với người dân thì chúng ta sẽ phải giám sát họ. Diệp Miên Trường thắng cử, Diệp Miên Trường đã hứa điều gì thì phải thực hiện. Đúng không chưa bạn? Tạ Đức Trí, đương kim thị trưởng đã thắng cử, anh hứa điều gì anh cũng phải nên làm. Rồi Janet Nguyễn bây giờ đang gác điểm, chưa biết thắng thua, nhưng mà nhìn theo tình hình là rõ ràng Janet Nguyễn đã thắng. Janet Nguyễn đã hứa điều gì với cộng đồng thì nên làm. Và chúng ta, quý vị, các bạn, tôi là những người giám sát những người này. Họ làm sai, chúng ta chỉ trích, lên án, phê bình. Họ làm đúng, chúng ta ủng hộ. Tại vì chúng ta không để cho ai xỏ mũi mình nữa. Các bạn, tôi, chúng ta có cái nhìn, chúng ta có sự phân tích và chúng ta có cái sự đối chiếu so sánh để chúng ta đưa ra nhận định ai đúng ai sai. Cái đó là cái mong muốn của tôi. Từ cả hơn cả năm nay, tôi làm livestream, tôi chỉ mong điều này thôi. Tại vì từ những điều này, các bạn mới có cái tinh thần độc lập. Mọi người mới có tinh thần độc lập là mình tự mình quyết định. Không để cho ai quyết định giùm cho mình. Và bonsa vẫn chảy. Giống như người, tôi nhớ là ở bên Trung Hoa, khi mà tôi tới Hồng Kông đó, thì câu thành ngữ hay nhất mà người Hồng Kông hay dùng đó, người ta nói là dòng sông Hoàng Phố vẫn chảy. Lững lơ bóng hồng đi về đâu. Tức là nó nói, tại dòng sông Hoàng Phố nó nằm ở bên Thượng Hải lần các bạn, chứ nó không phải nằm ở bên Hồng Kông. Nhưng mà cái câu thành ngữ đó người Hồng Kông rất là thích. Thì bây giờ các bạn nhìn cái dòng chảy xe cộ của Bonsa nó vẫn chạy, nó không dừng lại. Thì Bonsa vẫn phải tiếp tục sống và vẫn tiếp tục phải tranh đấu và vẫn tiếp tục phải soi lại tất cả mọi thứ để chúng ta có thể phát triển cái cộng đồng tốt hơn. Và đó là Bonsa. Ok các bạn, chia sẻ với các bạn một chút về tình hình của Bonsa và bầu cử trong cái chương trình giải mã tối ngày hôm nay. Tại tối ngày hôm nay tôi không giải mã nhân vật nào hết, mà tôi chỉ nói về Bonsa, giải mã Bonsa cho các bạn thôi. Lý do là tại vì tối nay bầu cử, nhưng mà tối mai chương trình giải mã sẽ trở lại với những nhân vật của Bonsa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau.